Hôm nay không từ từ được nha Cần cho A, cần C copy cô gái liền Cần Shift ship N tạo layer Filter, vanishing bond Tạo một khung cho cô gái Cần cho V đưa cô gái vào Điều chỉnh kích thước và kéo thả chuột vào cái phần khung này Điều chỉnh xong thì ok Thêm motula cho hoàn thiện Từ từ rồi làm